Đông Nhi đã quay trở lại với sân khấu rồi ạ. À, có nhanh không ạ? À, có để cho mọi người chờ lâu không ạ? À, cảm ơn rất nhiều vì sự hiện diện rất đông đủ của tất cả quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thật ra thì hồi nãy tất cả quý vị cũng có thể thấy được rằng là cái quá trình mà Nhi thực hiện cái album này thực sự là Nhi đã đặt rất là nhiều tâm huyết vào nó. Và ngay giờ phút này đây Nhi rất xúc động vì lần đầu tiên Nhi sẽ được giới thiệu 10 ca khúc, 10 phần trình diễn mới nhất của mình ở trên sân khấu của live show 10 on 10. Xin phép dành tặng đến tất cả quý vị và các bạn ạ. À, một tràng pháo tay giúp cho Nhi được không ạ? À? Nếu khi tôi không mơ là khi em đã ra rời, đôi mi đang tôi rơi, lòng em hoang mang giữa vời. Em thật lòng chỉ muốn bên người mà thôi. Bờ môi anh đã hôn ai là khi tim em thắt lại, bao khi yêu anh hứa giờ đây chắc chắn ai rồi. Mai khi trời đã sáng anh còn nhớ em. Bởi em thật lòng chỉ muốn bên người mãi thôi. Bờ môi anh đã hôn ai là khi tim em thắt lại, bao cứ yêu anh hứa giờ đây chắc chắn ai rồi. Mai khi trời đã sáng anh còn nhớ em. Cho về ai lòng em giờ tê tái.